Ready to pair. Ready to pair. Với buổi livestream trực tiếp tại đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhậm, hôm nay là ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão. Lo tròn chánh tà phân rõ cho con.
Chào cô Phượng, chào cô Ba, chào Quỳnh Mai, chào Trương Nhật, chào Ngọc Bích. Đầu cuối lại thập phương chư Phật, độ người đời tàn tật khổ đau, chịu nhiều cực khổ biết bao, đói no chẳng biết ngày nào yên thân. Ngồi buồn tâm sự dài dòng, gửi cùng thiên tính nữ nam tỏ tường. Ôi tâm sự của người tu sĩ, có ít dòng thân gửi bốn phương. Chuyện rằng ở chốn trần dương tổ thầy lời dạy khắc ghi trong lòng, nơi nào nhớ thiện tu hành nơi ấy sẽ mất một phần tử mạnh, nơi nào có một đạo tràng mất đi quả ngục a tỳ khổ đau. Nhân có dịp về quê thành phố xứ Lâm An dùng đất kiên hùng, tỏ lòng thầm nghĩ trong lòng làm sao dựng được nơi đây Phật đường. Nếu nơi đây lập thành Phật cảnh sẽ tôn thờ tam bảo mười phương, thỉnh ngài giáo chủ Thích Ca Quan Âm Bồ Tát mẹ hiền thế gian, nơi chôn tổ thăm ân Di Đà, lập đạo vàng phụng thịnh mẹ cha Phật tiên con gánh đại đồng, cho sông nhiệm vũ trần hồng mới an. Đất thành lập ở miền thành phố xứ Lâm An, thiết lập đạo tràng nhưng vì duyên kiếp chưa xong, phước dài công mỏng làm sao đại đồng. Nghiệp tạo tước tự nhiều đời kiếp, mà đến bây giờ nghiệp quá chất chồng, phước thời mỏng dính dậy thời, lời nguyện ước nguyện chưa xong tròn thành. Đêm đêm khấn nguyện mười phương cầu xin cha mẹ con nương Bồ Đề, cho con trẻ sở cầu như nguyện, lập đạo tràng ba tánh cần chuyên tu hành, thất tổ cụ quyền âm linh cô bác tại miền trần ai, siêu sinh coi Phật thượng đại đại liên cụ phẩm Phật trời thượng ban, chỉ mong được hữu duyên nam nữ anh gặp ân nhân quy phú dạy thời, gặp người hiền đức có tâm đồng lòng chung chi hướng về Phật môn. Đêm đêm
đêm tiếng kể lại kinh ngân nghe cầu nguyện mười phương Phật trời. Đầu cuối lại minh hoàng xuất thế khai hội thành kinh lễ từ thân. Lâu nay xuất thế học trần lập đời đại hội phong thần kỳ ba cho con lập đạo tràng thành phố xứ sở này có 100 chùa để cho ba tâm giữa nương để cho đàn tính thập phương để con ước nguyện tròn thành để cho nhân thế đời đời tu thân chỉ mong cho ở miền thành phố xứ Long An có một cánh chùa mười phương tam bảo uy nghiêm cũng là cung cảnh tiên ban màu hoàng lời ước nguyện minh duyên huệ nhân nghe chỉ mong dầm thấu được mười phương Phật sai con thảo cháu hiền mẹ sai trung hiếu độ người thiện tâm đồng cùng giúp cùng nhau chung sức nắm chặt tay kết nghĩa thâm tình quyết xây được ánh đạo tràng. Chào Linh Phạm, chào Lớn Bạc Liêu, chào Lê Ngân, chào cô Thiện Hạnh. Quyết tâm xây dựng đạo tràng lập nên cảnh Phật ở miền trần gian miền thành phố Long An thành qua một ngày gần chắc thì không xa đạo tràng thiết lập quý nga nhà ơn nam nữ ba gia chung lòng đầu cuối lại Phật trời thật thánh tư thiên chương nhận lành binh đao vàng muôn la hán hạ miền phủ dây tư phía diệt muôn tinh tà người sống sót thiệt thà nhân đức kẻ hung lập tức tiêu tan tu người tu niệm dương gian hùng hằng xóa bỏ hạ màn long qua màn long qua mẹ già đã định chỉ mong trần thức tình tu hành lập nên cảnh Phật long qua lập nên cảnh Phật nhà nhà cùng tu xứ thành phố ở miền heo hút xa thị thành chính thiện tôn quê bà con cô bác nhân từ chỉ mong có được đi đạo tràng mười phương tiếng thương tình lòng của khách trần ai chỉ mong cô bác xa gần chỉ mong Bồ Tát thương mình độ an đừng để trẻ minh duyên huệ nhận thói tâm hồn không
trong Phật môn sở cầu sở nguyện tâm thành. Lòng con hiu hắt vậy thời chẳng an, chi đã quyết tâm thành gợi trọn, mong mười phương chư Phật chứng lòng, Phật sai con Phật hộ trì, mẹ sai con thảo cháu hiền dựng xây. Chào nguyện thọ tám cô trình tiền thừa đơn, nghe lời kinh của mẹ chiêu trì, khắp ba tâm năm châu lo lắng, cực khổ hành dãi nắng dầm mưa, tự tiên nhận lãnh thượng thừa phi phong đạo hải không chừa ác gian, thiên cơ lậu mọi nhà cho người thức tình hiểu ra luật trời. Ôi mạc pháp quân ba kim cho bóng đỏ chiều chờ đợi tử linh, ước mong cầm Phật trọn thành, ước đi mong ba tánh trần hồng biết tu, ngày sau đặng trở về với Phật, chỗ giữa nước con trẻ tu hiền, chỉ mong thành phố dậy thời, cung tiên cửa Phật dậy thời thuận sáng. Lời mẹ dạy minh minh như hải, đúng trăng tròn ở tiết tháng mười, tháng mười có tiết trăng tròn, chung tay chung sức dựng nên đạo tràng, dù gian khổ nhọc lòng chẳng quản, biết gian lao cực khổ mới thành, quên ba mặt pháp dạy thời, quyết lòng xây dựng đạo tràng minh duyên. Minh duyên thành phố sẽ thành, chỉ mong có được ân nhân dạy thời, chúng tay góp sức đắp bồi, miễn sao cầm Phật ngày càng thương nâng. Xin chào Lê Ngân. Lê Ngân ghé hai lần mà chưa gặp được thầy. Dạ, ghé hồi nào ạ? Chào Nguyễn Ngâm, chào Nguyễn Thọ, chào Trịnh Tiền, chào cô Tám Long Tiên, chào Ngọc Bích. Lê Ngân ghé thăm thầy hồi nào thì không biết ạ. Lần sau có đi ghé thì vui lòng điện thoại trước nha. Chào Cẩm Loan, chào Miếu Kinh Quận. Chào Thiên Cung Dược Cảnh. Đời tận thế cụ rồng nổi dậy, không chỗ nào chạy khỏi gió mưa, rền gian sấm sét chẳng vừa, phủ dây trừng trị không chừa ác gian. Chào A Di Đà Phật Lý. Xin Thượng Đế Ngọc Hoàng tha thứ cho chúng con thì...
đổ tử tận nhà cuối đầu con lại đức cha Ngọc Hoàng. Ba tiếng nổ sấm vang sập núi, tấm thân con chui nhùi đi đâu. Cha ơi cha ngự tay lầu nở nào, cha để địa cầu phủ con. Xin từ mẫu cung son cu vết, cho chúng con giảm bớt tội tình. Chào thầy Hùng. Ngày nào con cũng đinh ninh, ở nào mẹ bỏ con mình hay sao? Xin mi đất rộng trời cao chứng giám, con thề nguyện không dám bỏ tu. Thần thông kim mẫu hộ phụ, ngày nào cũng giữ chữ tu tận tường. Mong từ mẫu xót thương con dài, tại con khờ con hại mẫu thân. Để cho mẹ xuống phàm trần thật là tội nghiệp mẫu thân vô cùng. Mẹ phải bỏ cung diêu hạ thế, cũng vì con khóc kể rên la. Than gian với đức mẹ già, làm cho mẹ phải lệ xa cơ hàng. Dòng châu lệ hai hàng lụy nhỏ, không đành lòng mẹ bỏ con thơ. Con ơi con ráng đợi chờ, hôm nay mẹ xuống trần đời rước con. Xin kim mẫu cung son chứng chiêu, con lại cầu cả hiếu mẫu thân. Vì con mẹ xuống phàm trần, làm cho mẹ khổ tâm bi thân đã già. Con vui lại xin tha tội lỗi, sửa lòng mình cải hối. Từ đây mẹ cha ngự chốn lầu đài, con thề một dạ hắn sai đạo màu. Chư tổ thầy thường dạy, nơi nào có một người ăn chay thì nơi đó mất đi một phần tử xấu của xã hội. Nơi nào có một ngôi chùa cảnh Phật lập nên thì nơi ấy mất đi một quả ngục A Tỳ, chúng sinh thống khổ rất nhiều, cũng bởi nghiệp dương mang nơi miền trần thế. Thưa quý Phật tử, tiền tài danh vọng cũng tan, chỉ có phước báo là bình an muôn thuở. Người sống ở đời cứ mãi đeo theo vật chất kim tiền, đam mê danh vọng, nào là nhà cao cửa rộng xe sang, gia đình im ấm, ít ai nghĩ đến tam bảo mười phương là ruộng phước điền. Dựng xây ngôi Phật điện là công đức vô cùng to lớn, bởi vì xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc phước chúng sinh nên làm. Vì bến cảnh quê hương thành phố huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An, do một lần đi đám cung, Huệ nhận thấy rằng mảnh đất này sau này sẽ là nơi hội tụ quần linh,
khí thiên sông núi. Nên được nam nữ Phật tử gia tộc họ Bùi người thành tâm hiến cúng một mảnh đất. Từ đó Huệ Nhận phát nguyện xây dựng đạo tràng làm nơi tu học của tăng ni, làm chốn quay về của hàng nam nữ Phật tử bốn phương, ba tấm bà con trong sơn, trong làng ấp. Ngạc gì khi khởi công năm 2021, sau đó trận đại dịch Covid-19, và 2 năm trôi qua, và đến nay là năm thứ 3, sở nguyện chưa được thành tựu, lòng trăn trở, chỉ mong rằng Phật Pháp mười phương hiển linh, chư tổ thầy thương chứng, lại các cung các cõi gia hộ, cầu chiếu trì Phật mẫu với lời phát nguyện đại từ tâm, chỉ dẫn cho quý thiện nam tín nữ hàng con hiền cháu thảo, con Phật con tiên đồng chung tay đấu cật, mỗi người một viên gạch long hồn, sẽ xây dựng nên ngôi đạo tràng thành phố minh viên, ngài được trang nghiêm lưu truyền hậu thế. Một viên gạch xây đài âm chất, một long hồ xây dựng Phật đường, người giàu góp của phước dư, người nghèo công sức góp vào điểm tô. Phật Pháp quyền chi, Tam Bảo là chỗ dựa nương, vì điều đó là một phước báo Phật tử nên làm, tăng ni nên làm. Là người xuất gia với quyền nhận, trong tinh thần từ bi của Đức Phật dạy, phục vụ chúng sinh là nhất thiết cúng dường chư Phật. Nếu được phục vụ cho quý Phật tử, đó là một hạnh phúc to lớn mà người con Phật ham làm. Vì lẽ đó, qua những lời kêu gọi này, quý nam nữ Phật tử chung tay, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, dù một viên gạch, một lon hồ, tạo nên một cảnh Phật đường để cho ba tánh thập phương biết đường nương tựa. Thưa quý Phật tử, khi hoạn nạn, chỉ có phước của mình mới cứu được mình. Thế cho nên hôm nay, trong lúc chúng ta đang an lành trong cuộc sống, chúng ta tạo được cái phước lành để một khi nào đó nghiệp lực đến, nhờ phước ấy mà tiêu tan. Giống như chúng ta dành gửi một phần công đức về chốn Tây Phương Phật, chỉ có Phật mới độ được sự bình an, chỉ có mẹ mới cứu độ những linh hồn dẫn dơ trong bể khổ. Vì lẽ đó, thâm ân của mẹ của cha luôn ghi tạc, ân đức mười phương luôn tôn kính trên đầu. Cảnh Phật thành phố Long An sẽ được đạo tràng Minh Viên dựng xây vào ngày 19 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão. Hy vọng quý thiện nam tín nữ Phật tử, những người thương yêu mến Huệ Nhận, những mạnh thường quân thường giúp đỡ Huệ Nhận, vì Phật Pháp trường tồn, vì đạo mẹ thiêng liêng, phát bồ đề tâm kiên cố, mỗi người một ít long hồ viên gạch, sẽ giúp cho một cảnh Phật được rạng ngời, được lưu truyền hậu thế. Nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng sẽ tan, đạo tràng mãi mãi trường tồn thế gian. Qua live stream này, rất mong quý Phật tử chung tay
điện tề cúi đầu đảnh lễ mẹ hiền thứ tha. Cúi xin đại đức mẫu hoàng phu con thức khỏi long qua trở về. Chào Phước Âm, chào Phước Lê. Thành tâm con nguyện con thề, nhất tâm đảnh lễ lời thề hôm nay. Nam thiền nam nữ trai trai đồng lòng kinh bái tại ngay đàn vàng. Chào Văn Lâm. Trước là con lại phụ hoàng, chứng lòng con dạy dương gian kinh thành. Từ đây sám hối tu hành, trao dồi kinh sự học rành đạo tâm. Lại này con lại quan âm, gắn tâm gắn sức kiếm tầm chữ tu. Đời này như ấm nguyện lô chiều tàn bóng sế mê mồ tối tâm. Khẩn cầu đức mẹ quan âm, chúng con đi mỗi lạc lầm đường đi. Thề nguyện hai chữ quy y, cuối sinh Bồ Tát hộ trì cho con. Chữ tu cố gắng lo trọn, mà ba dứt hội hòn con trở về. Chào Cẩm Hồng, chào Phú Yến. Cảnh trần là chỗ thảm thế, tu hành trở lại cung quê màu hoàng. Màn ba mẹ mở qua đăng, con thề hết dạ giữ an đạo màu. Dẫu rằng mẹ ngự nơi đâu, chúng con cố gắng lễ cầu gian sức. Chào mọi người, chào quý Phật tử thân thương. Rồi mọi người nghỉ sớm nha. Xin tạm biệt mọi người nha. Rồi bye bye, see you again.